Xe bị gõ không đồng là một dự án được các bạn trẻ ở trên địa bàn quận 12 gắn kết với nhau để mà thực hiện, với cái mục đích là lan tỏa những cái điều tích cực ở trong cuộc sống. Mới đầu là cố định tại một vị trí, nhưng sau đó là nhóm muốn lan tỏa không chỉ ở trên địa bàn phường Thạnh Lộc, không chỉ ở trên địa bàn quận 12 mà toàn thành phố. Nên là các bạn lên cái ý tưởng là sẽ tổ chức một cái xe mì lưu động. Mì gỏi gì bận không? Dạ em được ăn mì và ăn sữa. Em cảm thấy anh chị nhiệt tình với lại vui. Mì dai, ngon và coi như là nước mình khi đã nấu là chất lượng. Cỡ cái tuổi mình tuổi già vậy nè thì nó như thế này là rất là vui. Các bạn tham gia như vậy là cũng như là lan tỏa trong cộng đồng để mà cho những giúp đỡ cho những bé mà cơ nhở. Bản thân em được nhận lại rất là nhiều nụ cười của mọi người và nhận lại rất là nhiều cái năng lượng tích cực mà mọi người dành cho em.